Audio xin chào tất cả các bác. Bây giờ cũng rất là muộn của ngày 15 tháng 5 năm 2019, cũng qua là 23 giờ rồi. Thì em vẫn phải test cái bộ da Kenwood A85 rất đẹp để gửi đi cho anh Phạm Thanh Phúc có địa chỉ tại số nhà 152, tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Vâng, anh Phúc đã đặt bộ dàn là Kenwood A85 điện 100V Hà Nội điện sách tay. Thì hôm nay trước khi gửi hàng để phục vụ công tác kịp thời, và ngày mai đóng hàng gửi hàng cho anh vào ngày mai, và em còn rất là nhiều đơn hàng các bác đã đặt tiền, em sẽ tranh thủ thời gian và xin các bác không nên nóng vội, bình tĩnh thì em sẽ test lần lượt từng bác một. Vâng, cái bộ dàn test để gửi đi cho anh Phan Tân Phúc ở thành phố Hòa Bình là bộ dàn Kenwood A85 nội địa hàng sách tay điện 100V. Thì nếu bác nào thích những bộ dàn Kenwood A85 điện 100V thì trên cửa hàng em rất là nhiều. Như bác quan sát đây, dàn nó 3 tầng dàn luôn, dãy bên này toàn dàn Kenwood A85, Kenwood 5G, Pala Flick D5 và Kenwood A65 ở dãy bên này, và Sony MD919. Và tiếp theo dãy giữa thì lại vẫn là Sony MD919, JVC G7, JVC G9, Kenwood DG55, Victor Z71 và Aiwa Z9100, Kenwood 722 và JVC G9, Sony 750, Panasonic D50, Aiwa F2 và Kenwood A68 và Kenwood A97, rất nhiều súp và sen để các bác phối ghép vào những bộ dàn Kenwood này ở dãy giữa. Và tiếp theo ở dãy bên này, ở dãy bên tay trái thì có 4 con khủng long, em zoom xa thôi, 4 con khủng long các bác nhé. 2 bộ Kenwood 7i, 1 bộ Kenwood 7G và 1 bộ dàn Kenwood DG99 là trên kệ, và 4 bộ. Tiếp theo ở đây thì có Sony MD308, Sony MD919 và Sony MD99, Sony MD307, Sony MD77. Và tiếp theo ở đây thì là khủng long bạo chúa, tuyệt đẹp luôn, hàng sách tay Kenwood là E99, zin đủ cả khiển remote và anten, rất đẹp. Trên cửa hàng điện tử Mạnh Hùng thì nó rất là nhiều những cái bộ dàn, nó đủ các tầm tiền. Các bác liên hệ Zalo với cái số 0979 086 225. Bác nào có điều kiện thì có thể là đến tại cửa hàng để chọn mua những bộ dàn được ưng ý nhất. Còn các bác nào ở xa thì liên hệ đặt hàng như bác Phúc ở thành phố Hòa Bình. Thì trước khi em gửi hàng cho các bác thì em sẽ tranh thủ thời gian test một chút để các bác nhận biết được những bộ dàn mình đặt mua, hình thức và chất lượng nó ra làm sao. Vâng, thì bác Phúc và tất cả anh em nào mà còn thích những bộ dàn Kenwood nội địa sách tay thì cũng nên tham khảo trong clip này. Ở clip này thì em xin giới thiệu với các bác bộ dàn này chạy điện 100V, 5 thớt CD trên cục, tiếp theo equalizer, dải dàn đèn nháy rất sáng rất đẹp, và tùy chỉnh tất cả các chế độ equal các bác nhé, lưu nhớ được 5 chế độ equal như bình thường. Và ta có thể là thay đổi các kiểu nháy, mưa rơi rất là đẹp, 5 kiểu nháy các bác nhé. Ta chỉ ấn nút chăn gơ này thì là sẽ thay đổi 5 kiểu nháy. Và khi dùng thì lúc nào anh phải để ý, lúc nào cũng phải có chiếc equal on ở trên này thì là sẽ đem nó qua lọc mới hay được. Ta tắt mở lúc đó bằng nút EZ này. Thì tắt đi thì âm thanh không hay, bật cái equalizer on thì nó rất là hay. Thì anh chỉ việc chú ý nó như vậy thôi. Bình thường thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà khi không may mà ai ấn vào nút này nó mất đi thì anh sẽ ấn lại cái nút EZ này, thì là nó có chữ quay hoàn ở góc màn hình này thì chất âm nó qua lọc và sẽ hay. Tiếp theo là thớt Galio,
Và tiếp theo nữa là âm ly thì nó tùy chỉnh chế độ bát, check và tất cả các đảo mạch đường vào. Đây em đang chạy TV mạng và đường AUX, thì em bấm AUX mà cắm đường BS, ấn BS cắm đường video và ấn đường video. Và CD cũng vậy. Thì cái bộ này với bộ 220 thì nó không khác nhau về hình thức và chất lượng, thì nó cũng không khác nhau, nhưng mà có chỉ khác nhau về duy nhất là nguồn điện. Tất cả các tính năng chế độ như nhau, như cái bộ dàn Kenwood 7, Kenwood 85 điện 220 vừa em test em gửi ở clip trước để gửi đi cho bác khách ở Tây Linh. Vâng, thì trong lúc em nói thì em soi thì bác Phúc và tất cả anh em để ý luôn, dàn của em chọn rất là đẹp, hàng mua chọn rất là tuyệt vời các bác nhé, không một vết xước xát gì cả, năm thước dàn sáng đều đẹp. Vâng, đẹp mướt mát luôn, hàng sách tay cho nên nó rất đẹp. Vâng, và đây là loa vế trái. Từ bác chung chét loa surround cũng rất tuyệt vời. Vâng, loa hành vách sắc nét, không có dập vỡ gì cả. Vâng, đây là loa phải. Và đây là mặt sau của dàn, đây là trên nóc dàn. Và mặt sau của dàn thì như các bác quan sát đây, năm thước dàn gần như là sáng bóng luôn. Khi dùng thì anh chú ý cắm điện 100V trên cùng đây CD đấy. Tiếp theo là equalizer. Vì tất cả các cầu em đã có kết nối sẵn hết rồi. Và tiếp theo đây là radio. Thì cài dây radio, nghe radio ta sẽ cài vào đây. Và anh chú ý là cắm cái đường TV mạng thì là cắm vào cái đường AUX này, và cắm BS thì đây đường vào nữa ta bật BS đằng trước, và cắm đường video ta bật đường video đằng trước, thoải mái các đường vào ở cái bộ dàn này. Và âm ly, vâng, âm ly thì công suất tiêu thụ điện của nó là 160W và điện là 100V, công suất tiêu thụ điện 160W, công suất âm ly ra loa là 185W như các bác đã nhìn thấy, made in Japan. Và dưới cùng đây là băng dây. Vâng, dàn nó cực đẹp luôn các bác nhé, nó mới bóng luôn, những bộ dàn xuất sắc. Thì cái cầu đấu loa thì anh chỉ nhận hàng chỉ đấu loa cái cầu đỏ đen thôi. Vâng, loa thùng vách cũng rất là mướt, xuất sắc luôn ạ, không có dập lát gì cả. Loa bên này thế vậy, chân mép thùng cũng rất đẹp. Vâng, khi anh dùng bộ này chú ý cắm vào nguồn điện 100V. Và test chi tiết cái bộ dàn này thì các chức năng chạy về sử dụng, hướng dẫn sử dụng thì nó cũng rất đơn giản thôi. Ở cái clip nào thì em cũng hướng dẫn rồi. Đây em đang chạy TV mạng thì em bấm về LDAUX. Và tiếp theo nghe radio thì ta bấm tu lơ. Đường trơn trườn dốc đá vực thẳm. Vâng, quay băng thì ta sẽ ấn tab này. Thì quay băng nó chạy. Quay băng có băng ở trong và băng chạy này. Bớt lại. Vâng, quay băng ở các bộ già này nó vẫn hoạt động bình thường. Chạy rất là tốt vì bộ dàn này nó rất là mới. Còn nếu bây giờ thì cũng ít anh em sử dụng băng dây cho nên là cái phần test băng dây nó cũng không quan trọng lắm. Băng dây của bộ dàn này thì nó vẫn cứ chạy, còn CD nghe CD thì ta
chỉ việc bấm vào CD đây. CD đây thì đĩa thì ta cho đĩa vào và ấn play là hoặc ấn số 1 là đều chạy được, ấn chỉ bài nào sẽ chạy bài đấy. Kín ở nhà để liên hệ chi tiết, các bác nên liên hệ với cái số Zalo 0979086225 hoặc tìm về địa chỉ ngã ba Bưu Điện, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, và các bác cứ đứng cửa Bưu Điện là ngã ba xã Tân Hương này, em đã nhìn thấy các bác rồi, rất là gần dễ tìm. Xin phép em được dừng máy tại đây, cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký theo dõi ủng hộ kênh bán hàng của cửa hàng Thế Mạnh Hậu, và hẹn gặp lại các bác ở các video clip tiếp theo.